quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Hết chồng cũ đáp trả, Trương Quỳnh Anh lại bị Phương Anh tố hai mặt. Sau tập mới nhất của Mỹ Nhân Hành Động, Phương Anh hết từ lần này đến lần khác tố Trương Quỳnh Anh chơi xấu bạn bè và sống hai mặt. Hiện tại, các chương trình thực tế được tổ chức nhằm đánh mạnh vào thể lực cũng như ý chí, tư duy sắc bén của người chơi, đặc biệt là sao Việt luôn được khán giả quan tâm, bởi ở đó thần tượng của họ sẽ bộc lộ những ưu và nhược điểm mà trước đó chưa từng phơi bày ra. Qua nhiều chương trình có người trở nên thân thiết hơn, nhưng cũng không ít cuộc cãi vã gay gắt như Trương Quỳnh Anh và Phương Anh trong Mỹ Nhân Đại Chiến. Phương Anh tố Trương Quỳnh Anh sống lỗi hai mặt. Ngoài Phương Anh Đào, OC Giang Mi, Ngọc Thanh Tâm, thì chương trình Mỹ Nhân Hành Động còn quy tụ hai người đẹp khá nổi tiếng là Phương Anh và Trương Quỳnh Anh. Xét về độ nổi tiếng và nhan sắc, thì có vẻ tất cả những người chơi đều 10 phân vạn 10 thu hút được khán giả quan tâm. Sau vòng chơi của tập 6, Giang Mi cùng hai bạn chơi nam đã rời khỏi cuộc chiến của các mỹ nhân. Điều này càng làm có trò chơi trở nên gay cấn khi chỉ còn 5 người đẹp ở lại cùng nhau. Theo như dự đoán trong tập thứ 7, cuộc tranh cãi giữa Phương Anh và Trương Quỳnh Anh đã xảy ra khá gay gắt. Cụ thể là vợ cũ của team bị nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê chỉ trích sống hai mặt và chơi xấu đối thủ. Được biết sau thử thách sinh tồn sống sót, đội Trương Quỳnh Anh đã có phần tranh đấu khá kém, nên đạt điểm không cao so với các đối thủ còn lại. Chính vì vậy, cô nàng buộc phải chấm dứt cuộc chơi của mình tại đây. Trước khi tạm biệt mọi người trong ekip, giọng ca dành cả thanh xuân để yêu một người đã chính thức bày tỏ những chiến thuật mà mình đưa ra trong trận chiến. Không rõ chiến thuật của Trương Quỳnh Anh có vấn đề gì, nhưng sau khi chia sẻ xong, Phương Anh tỏ ra khá gay gắt. Cô đã dùng tay chỉ thẳng mặt Quỳnh Anh và chỉ trích vì thiếu ý thức bảo vệ an toàn cho mọi người. Trương Quỳnh Anh, trong một cuộc chơi cần phải có chiến lược, chiến thuật. Ngay từ ban đầu, ban tổ chức không có nói gì về chuyện giấu đồ và tôi không nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng trong quá trình di chuyển, anh Thập có nói đến chiến thuật đó, tôi nghĩ không phạm luật nên đã làm. Phương Anh, như thế không phải là chiến thuật mà gọi là chơi xấu. Chiến thuật phải làm friendly, công bằng và minh bạch. Đừng mang từng chiến thuật ra để biện minh cho việc chơi xấu. Thứ hai, khi các bạn giấu đồ, các bạn giấu ở nơi rất xa. Chỗ đó là nơi không đảm bảo an toàn. Đã có người đi tìm đồ và bị rất nhiều gai đâm vào người, tôi không đồng tình với việc này. Được biết, do quá ham thắng lợi mà đội Trương Quỳnh Anh đã giấu đồ khá xa so với vùng tìm kiếm, thậm chí là những bụi rậm có nhiều côn trùng độc sinh sống, khiến đối thủ bị mất phương hướng, bị gai đâm vào tay chảy máu. Không chỉ Phương Anh gay gắt lên tiếng, mà ngay cả OC hay Ngọc Thanh Tâm cũng đồng tình quan điểm với người đẹp Quỳnh Búp Bê. Mặc dù Quỳnh Anh đã xin lỗi mọi người trong chương trình, nhưng với thái độ của cô, Phương Anh lại cho rằng đây là sự miễn cưỡng hời hợt. Người đẹp Quỳnh Búp Bê cũng khẳng định Trương Quỳnh Anh vừa chơi xấu lại sống hai mặt khi không chịu nhận lỗi về bản thân mình. Tôi nhìn thấy thế, cảm giác vừa thương vừa sợ vừa rất tức giận. Hành động trên của đội Trương Quỳnh Anh khiến cho bao nhiêu người phải chịu vất vả, thậm chí là nguy hiểm. Tôi nghĩ đây chỉ là một thử thách trong một game show thôi, có cần thiết phải làm thế không? Đội của Trương Quỳnh Anh chỉ là lợi ích vì thành tích, vì muốn chiến thắng mà không màng đến sự an toàn của nhiều người. Rừng nguyên sinh có nhiều gai gốc côn trùng độc ở khắp nơi, thực sự rất nguy hiểm. Khi làm thế, đội của Trương Quỳnh Anh để lương tâm ở đâu, tinh thần của người chiến sĩ công an ở đâu? Tôi là người yêu ghét rõ ràng, không bao giờ có chuyện trước mặt tỏ ra vui vẻ, nhưng sau lưng lại khó chịu. Sống như thế là không thật. Tôi không phục cách cư xử, cách sống, cách chơi của Trương Quỳnh Anh. Phương Anh chia sẻ và khẳng định Trương Quỳnh Anh sống hai mặt. Cộng đồng mạng, chơi xấu thì nói là chơi xấu, game show thôi mà ham thắng chi. Rồi hại người ta chày chân tay. Không chỉ những người đẹp tham gia chương trình thực tế Mỹ Nhân Hành Động nhận thấy rõ hành động của Trương Quỳnh Anh, mà ngay cả khán giả cũng cảm thấy khó chịu. Nhiều người bày tỏ ý kiến, quan điểm đồng tình với Phương Anh sau khi cô và đồng đội gặp nhiều bất lợi do Trương Quỳnh Anh đưa gây ra tổn thương về cơ thể. Mình quăng đồ của đội khác đi xa xa, đó là chiến thuật, không phải là fan của ai hết, cũng không bên ai hết, nhưng mà nghe câu có chướng chướng sao á. Coi 7 tập vẫn thích chị Đào nhất, chơi đẹp, support đội bạn mạnh mẽ nhất, rất có tinh thần quân đội. Trương Quỳnh Anh, bả làm như bả hiền lắm mà đi đổ thừa cho đồng đội, giữ ý của mình còn rồi đổ lại cho anh trai kia, đến chịu. Không hiểu sao Trương Quỳnh Anh không chịu nhận lỗi, còn đổ tội cho bá Thập hết vậy, không xứng là một chiến sĩ chút nào. Mọi người bày tỏ ý kiến sau khi xem xong tập mới nhất.
trong bất kỳ game show nào cũng sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Tuy nhiên trước sự việc này, hầu hết ai cũng đều cho rằng Quỳnh Anh có lối chơi chưa đẹp. Còn bạn theo dõi từng chi tiết trong drama giữa các mỹ nhân thì cho rằng ai đúng ai sai.